SCXYLOO -E cây mặt nạ lên men dưỡng ẩm 4 miếng, hộp mặt nạ lên men dưỡng ẩm là dòng sản phẩm nổi tiếng đang được chị em săn đón của SCXYLOO -E cây. Với thành phần từ 26 loại trái cây lên men và rau củ như blueberry, dâu dứa, bưởi, lựu đỏ, chanh, việt quất, chùm ruột. Làn da của bạn sẽ được dưỡng ẩm tức thì ngay sau khi sử dụng. Ngoài ra, việc thải độc tố cho da mặt cũng là một tác dụng không nhỏ của sản phẩm. Giúp cho làn da của bạn được hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn mặt nạ giấy thông thường, chống oxy hóa mang đến làn da sáng hồng dạng rỡ. Các thành phần của sản phẩm được sản xuất với công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, an toàn với làn da dù là mẫn cảm nhất. Công dụng của mặt nạ lên men s I -E l o o là gì? Thải độc tố từ sâu bên trong và hấp thụ các dưỡng chất nhanh chóng cung cấp độ ẩm giúp da ngậm nước căng mọng chống oxy hóa mang đến làn da sáng hồng dạng dỡ giúp da hấp thụ các chất dinh dưỡng nhanh chóng hiệu quả hơn các sản phẩm thông thường phục hồi và tái tạo làn da bị lão hóa trả lại vẻ tươi trẻ cho làn da của bạn thành phần của sản phẩm đá hắc diện thạch thải độc tố từ sâu bên trong da giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn Chiết xuất từ các loại hoa quả blueberry, dâu dứa, bưởi, lựu đỏ, chanh, việt quất chùm ruột, chanesamic acid là thành phần có cơ chế chống da tăng hình thành các sắc tố da. Dùng trong việc điều trị nám, dưỡng trắng da, hyaluronic acid HA, thành phần cấp ẩm và dưỡng ẩm vượt trội nhằm giúp da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Đường nâu có tác dụng làm mềm da, trắng da, chống lão hóa, mặt nạ lên men dưỡng ẩm sử dụng được cho loại da nào? Làn da là thứ quan trọng nhất để tôn lên sắc đẹp của mỗi cô gái. Hãy nâng niu làn da của bạn bằng dòng sản phẩm mặt nạ lên men dưỡng ẩm SEXYLOO cây cứu tinh của làn da mệt mỏi. Da khô, da thiếu nước, da sạm nám, giúp bạn có một trải nghiệm chăm sóc da như spa tại nhà, giới thiệu về thương hiệu SEXYLOO cây. S-E-X-Y-L-O-O-K là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da đến từ đài loan tất cả các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ nhật bản dưới sự giám sát khắt khe của đài loan với kim chỉ nam vẻ đẹp của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi S-E-X-Y-L-O-O-K sẽ mang đến thật nhiều các sản phẩm không chỉ hoàn hảo về chất lượng mà còn đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng mang đến cho người tiêu dùng một vẻ đẹp tự nhiên và kinh điển theo thời gian Hiện nay, sản phẩm của thương hiệu SEXYLOOK được kinh doanh rộng rãi tại 28 quốc gia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Canada, USA, Indonesia, và đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2017. Kể từ đó, các sản phẩm của SEXYLOOK đạt được nhiều giải thưởng vinh dự và gần nhất được vinh danh là dòng mặt nạ bán chạy nhất Medicare 2019.